Xin chào anh chị nhé. Hiện tại thì tôi đang đứng ở đây là thuộc cầu Cứ DT741, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Vì sao tôi gọi là cầu Cứ ạ? Tại vì sau lưng tôi có cây cầu tên là cầu Cứ anh chị nhé. Hôm trước nếu anh chị nào xem video của tôi thì có biết tôi có từng quay cái miếng này này, miếng mà một mẫu ba này, mặt đường 100m này, là ông chủ bên này ông cũng bán luôn nhá. Thì hôm nay tôi sẽ xin quay thêm một cái video nữa, vì cái đây là cái con đường ranh giới của nhà bên này và nhà bên này. Thì hôm nay là cái ông chủ đất hôm trước á, là nhờ tôi quay cái miếng này, là một mẫu, gần một mẫu tư, là ngang 100m mặt đường. Thì hôm nay cái bà chủ đất bên này bà cũng nhờ tôi quay bán, thì cái miếng bên này cũng là một mẫu ba anh chị nhá. Đây, nhưng mà cái miếng của nhà bà bên này thì là cái mặt đường nó tận 150m cơ. Còn miếng bên kia thì chỉ có 100m thôi. Đây, tôi quay cho anh chị xem. Miếng bên này thì gần hơn miếng bên đấy một chút nhá anh chị nhá. Đó. Anh chị thấy không ạ? Trước mặt chúng ta là bắt đầu đông dân cư rồi, là cầu Cứ nhá. Ở dưới đấy có một cái cầu Cứ. Rồi, từ đây ra chúng ta ra chợ Tân Phước, trung tâm hành chính xã Tân Phước. Đó, chợ, trường học, ủy ban thì nó khoảng 2 cây số thôi anh chị nhá. Đó. 2 cây số thôi nhá. Đất bên này người ta trồng cũng là trồng điều anh chị nhá. Đó. Trồng điều anh chị nhá. Đó. Đó, tiền ba pha thì đầu đất rồi, không phải nói rồi. Từ đây chúng ta về đồng xoài khoảng 7 cây nhá. Khoảng 7 cây anh chị nhá. Bây giờ tôi sang bên này mặt đường tôi quay lại đất cho anh chị xem. Cho anh chị xem cho nó hình dung dễ. Chúng ta đi thẳng vào đây là Bình Dương, Đồng Nai luôn anh chị nhá. Đó. Rồi. Đó, tiền ba pha. Từ đây ra chúng ta ra thành phố Đồng Xoài rất là gần nhá. Vừa tôi nhắc rồi. 7 cây nhá. Ra trung tâm chợ Đồng Xoài, siêu thị, Copmart rồi các trung tâm nhá. Đó. Rồi, đó, đây là đất của người ta. Thì anh chị nào có điều kiện thì mình mua hai chủ luôn. Chủ bên kia người ta cũng bán, chủ bên này người ta cũng bán đấy. Đấy, thì chủ bên kia là một mẫu 3, gần một mẫu 4 anh chị nhé. Mà chủ bên đấy thì người ta bán giá là 8 tỷ 7. Còn chủ bên này thì là một mẫu 3. Một mẫu 3 thì người ta bán là 7 tỷ, xem tôi hỏi với anh này xem là 7 tỷ mấy. 7 tỷ mấy anh chị nhé. Đất nhà chị Hằng này là chị ấy bán 7 tỷ mấy anh? 7 tỷ rưỡi. Nghĩa là cái ông bên cạnh kia ấy là bán mắc hơn nhà bà này. Và cái diện tích thì nó cũng xem nhau. Thì đấy, tùy từng chủ anh chị nhá. Vì tùy từng chủ mà. Có chủ thì người ta cần bán thì người ta bán giá thấp hơn. Nhà ông bên này thì là một mẫu 4, người ta bán là 8 tỷ 7. Nhà bà này thì một mẫu 3. Nhưng mà mặt đường bà này nhiều hơn. Thì anh chị cứ đến anh chị lựa chọn hoặc là mua cả hai. Còn tuy nhiên thì người ta nói thì nói giá đó, mình phải thương lượng đúng không ạ? Đấy, thương lượng. Thì tôi nhắc lại nha. Mặt đường chúng ta là cái bà bên này á, chị này chủ đất tên là Hương. Đó. Xin lỗi, tên là Hằng. Đó, là 150m mặt đường. Còn bây giờ tôi vào đất anh chị nhá. Đất nhà hai này, nhà hai anh chị chủ này là đều trồng điều hết. Đó. Đó. Nhưng tuy nhiên thì mỗi chủ người ta bán một giá khác nhau. Tôi cũng không biết là thế nào, phải không? Thì đấy là cái quyết định của từng gia đình của người ta thôi. Đó. Thì tôi được biết là cái vườn trước tôi quay là cổ đông, còn vườn bên này là chỉ có một mình bà chủ này thôi. Nên là cái quyết của bà này là nó cao hơn. Đấy. Bên kia thì ví dụ như là ông kia thì ông chịu bán là 7 tỷ rưỡi, nhưng mà cái ông cổ đông cùng thì ông không chịu, ông đòi 8 tỷ 7 cơ. Đó. Thì đó, thì hai miếng đất sát nhau anh chị nhá. Đấy, hai miếng đất sát nhau. Thì miếng tôi đang quay đây là một mẫu 3, mặt đường DT753 thì là 150m. Đó, giá bán của chúng ta là 7 tỷ rưỡi anh chị nhá. 7 tỷ rưỡi nhá. Đấy. Từ đây về Đồng Xoài thì 7 cây. Đó, về trung tâm luôn anh chị nhá. Đó. Anh chị thấy không ạ? Đó, điện ba pha đây. Rồi, anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại 0918 645 130 anh chị nhá. Cảm ơn chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.